Vâng, chung kết của xe đấu này nào, chung kết của xe đấu thứ hai. Yes. Cố lên anh em, thắng xe này để cân bằng tỷ số nào. Xe đầu 3-0 khá nhanh. Nhưng bây giờ thì xe 2 đang căng thẳng với trận thi đấu thứ năm. Vâng, không biết là bên kia đang bùa cái gì mà tôi chưa thấy lập mạng ở đây rồi. Màu sáu. Rồi rồi, thì phong thủy nó vẫn cứ phải là phong thủy. Phong có nhà bà thủy. Rồi ôi ông, rồi ui rồi ôi AC Pan. Vâng. AC Pan. Vâng, AC Pan dành cho bên kia, bên này chỉ là Catarian của Mạnh Hào và Egypt dành cho game thủ U98. Khoai thị sắn, chém thua, còn cung thì cũng thua luôn. Còn thua cả tiền đạo cánh lẫn thủ môn, thế này thì hỏng rồi. Thuê ngay Tiến Dũng Quang Hải về thôi. Vâng, hai ông này sau trận thi đấu này, một ông đặt tên là Tiến Dũng, một ông đặt tên là Quang Hải. Nhanh cho tôi còn nhờ, nhanh còn kịp. Nhanh thì còn kịp. Vâng, cùng xem bài Egypt có ổn hay không, rừng dèo có kín hay không, Catarian có đột biến bằng Pan hay không. Hy vọng một bài Pan nghiệt và Acidian cũng nghiệt ngã, đó là cơ sở để cho có chiến thắng. Hiểu về đôi voi dành cho người cầm Egypt. 11 dân tới từ 9 nick công, như vậy là Pan không hề chậm dần một chút nào. Ghê thật.
chậm chỉ một dần so với các game thủ còn lại thôi. Một bài bàn có vẻ như tìm thấy quả sớm. Có rừng rồi, quan trọng là bài của Mạnh Hào cũng phải đẹp, mà nếu hai nhà thủ không được cho nhau thì bảo nhá. Anh em để ý máy màn hình xem có khung được nhau không. Bài Hào là bài có quả phụ rồi, kín nhưng mà phải đi vòng mới ăn được bãi quả này. Quay sang màn hình máy Egypt nào. Ổn đấy, bài Egypt được này. Thế thì cũng ngon phết đấy, hai rừng rồi. Liệu có đúng có bãi quả trong góc 9 giờ không? Theo cái dự tính của U98 thì đang đi thẳng vào trong góc 9 giờ. Không, nó là kín. Kín bưng luôn. U98 đang thiếu một đồ trận này. Thêm bầy hiêu, chung là ép đời thì cũng sẽ được thôi. Vâng, chết dân thành U98 mà đối phương ăn bầy hiêu này rồi. Ăn tranh bầy hiêu với màu 2. Khá khoai, màu 2 là gì đây? Dường như là Obsidian. Lại là một trận ăn tranh nhau. Đây là màn hình máy của game thủ U97. Như vậy là Mạnh Hào nhường cho U98 một bãi quả góc 9 giờ. 25 dân dành cho game thủ Mạnh Hào. Vâng, cùng quay trở lại với màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Ăn hoang thêm bãi quả nữa. Đây là bài pan, bãi vàng bo kín dành cho Parmidan. Quan trọng là cái ông Egypt đi ăn tranh kia kìa, rúi rụi vào một bo không. Pan mà chéo sang thì tên này nhà chống hốc như này là oảng luôn. Ra ruộng và bo kín cái mặt tiền. Vâng, kín cái mặt tiền của mình lại. Pan đã lên đời xong. Úi giời, cấp tốc kín cái mặt tiền. Không, đang chưa bị chọc đâu. Vâng, thông tin báo về Parmidan đóng lờ bên phía nhà Obsidian. Vâng, bịp thế à rời. Hào đang bị chọc chứ không phải là không game thủ U98.
Vâng, lạc đà thả luôn ở bãi gỗ. Lối đánh rất khó chịu tới từ cầu thủ 9x cộng, nhức nhối. Anh Hào vẫn đang cố gắng ra được 2L. Đây là U98 bò rúi rụi, chắc chắn sẽ yếu hơn Asian. Hà có chéo nhà AC hay là đánh Pan đây? Phải bắt được tiếng gì của Pamiran chứ. Lại bị phát hiện bãi quả ăn hoang. Không bắt được cái gì của ông Pan. Nó đóng nờ bên kia kéo dân nó ở khu bên đấy đấy. Vẫn đang cố gắng xả lờ. Lọt được vào bãi gỗ của người cầm Pamiran. Vẫn có bánh xe. Khỏe thế à rồi. Đây là timeline của game thủ U98 bắt đầu bị Pan chéo sang nhưng đã kín nhà rồi. Cẩn thận bị chém vẩy e. Chưa mất gì. Vâng, và có cả cùng R tới từ Asian đây. Cố gắng thủ nhà tuần này để cho Mạnh Hào vòng sang nhà Asian. Đây là màn hình máy tới từ game thủ Mạnh Hào. Lao thẳng nhà AC. Vâng, L của đối phương đóng cạnh nhà A. Kinh hồn cho hai game thủ bên phía của team Thái Bình. Ba cung tê ra để mà thủ. Lo sợ Mạnh Hào chéo thời điểm ban đầu. Game thủ U97 đánh theo kiểu khá dị nhân. Chém ruộng để vọt vào nhà Asian không. Vẫn đang có một tên quân thủ và một tên quân công dành cho người Asian. U98 mất khá nhiều dân ra để sửa trong tên này. Lạc đà Pan lọt vào. Giật lại và cố gắng rỉa. Nhưng cung R Asian truy sát luôn. 5 con cung R của Asian. Màn hình máy của Mạnh Hào đi về cứu. Tham lai 30 tới từ game thủ Mạnh Hào. Không hiểu Pan làm ăn ở những cái địa ở chỉ nào. Bơm lực cho U98 sắp cung giờ thì em ơi, thiếu thịt. Vâng, tham lại chỉ còn là 19/52 dành cho game thủ U98 thôi. Một bài Pan đột biến. Và Asian cũng gom cùng và đánh rất chuẩn. Chạy bãi vàng đi em ơi. Vâng, khó rồi. Tỷ số là 3-2 dành cho game thủ bên phía của 9x công và U97. 2C.